Nếu như mà anh em đang phân vân rằng có nên nâng cấp lên iPhone 15 Plus hay không thì video này sẽ giúp cho mấy ông có câu trả lời. Nếu như mấy ông còn nhớ thì ở video trước tôi đã share cho mấy ông top 3 lý do nên tạo em iPhone 15 rồi đúng không? Vậy còn iPhone 15 Plus thì sao? Tôi biết là mấy ông sẽ tò mò cho nên là video này sẽ là top 3 lý do nên mua iPhone 15 Plus ở thời điểm hiện tại nha. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Trên tay tôi đang là em iPhone 15 Plus màu đen, nhìn thôi là thấy cực kỳ hút mắt với cái màu đen nhám iceberg và mặt lưng nhám nhám của iPhone 15 Plus rồi đúng không? Mà mặt lưng nhám thì chắc chắn là không có bám vân tay đâu, cái cảm giác cầm nắm y chang con iPhone 15 màu xanh lá ở video trước luôn á. Đã lắm. Nhưng kích thước thì em iPhone 15 Plus này sẽ to hẳn so với iPhone 15 nha. Vì phần màn hình là 6.7 inch lận. Một kích thước màn hình to, rộng, sử dụng cứ phải gọi là đã cái nô luôn. Bà nào mà thích màn hình to để chỉnh hình cho dễ hay là thường dùng điện thoại để giải trí thì iPhone 15 Plus quá ngon, quá hợp luôn. Màn hình OLED với HDR10 nè, tần số quét là 60Hz. Nhưng mà độ sáng thì tăng lên 1000 nits thay vì 800 nits như là phiên bản trước. Ở iPhone 15 Plus thì camera chính là 48MP và camera góc siêu rộng là 12MP. Giữ nguyên cái độ phân giải cho camera góc siêu rộng, nhưng mà camera của iPhone 14 Plus thì thua hẳn nha, chỉ có 12MP thôi. Còn camera selfie thì vẫn vậy, vẫn là 12MP, có hỗ trợ chụp góc rộng luôn. Hiệu năng của iPhone 15 Plus không hề khiêm tốn khi mà đặt cạnh với lại iPhone 14 Plus nha. Vì iPhone 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, trong khi đó thì iPhone 14 Plus chỉ được trang bị là A15 Bionic thôi. Vậy thì cái sự chênh lệch này nó thể hiện khi nào ta? Chắc chắn là khi mấy ông chơi game nè, hoặc là giải trí, xem phim, xem YouTube các thứ á. iPhone 15 Plus sẽ cho tôi một cái trải nghiệm nó lực hơn. Mà lực hơn là sao ta? Là game vào trận nhanh nè, là video tải nhanh hơn, xem trơn tru hơn, là chỉnh hình qua 77-49 fps mà máy không có bị cứng khừ đó. Đó, hiệu năng thì phải nâng cấp như vậy mới đáng để nâng cấp chứ đúng không? Nhưng mà có một điều làm tôi hơi tiếc ở trên em iPhone 15 Plus này, đó chính là em này vẫn giữ cái thanh gạt âm lượng chứ không phải là action button như là 15 Pro hay là 15 Pro Max. Mà hiện tại cái bản cập nhật iOS mới nhất thì action button đã có thêm nhiều tính năng mới lắm rồi. Mà đã nhắc tới iPhone 15 Plus thì chắc chắn phải nhắc về pin đúng không? Tại vì năm ngoái iPhone 14 Plus đã là một cái chiếc điện thoại có dung lượng pin khủng nhất từ trước tới giờ rồi. Sở hữu dung lượng pin là 4.383 mAh, hơn em iPhone 14 Plus 70 mAh, cụ thể là 4.323 mAh luôn. Trên nhau cũng không có quá nhiều đâu, nhưng mà do iPhone 15 Plus được nâng cấp chip nên là thời gian on screen của cả hai sẽ có sự khác biệt nho nhỏ đó nha. iPhone 15 Plus sẽ on screen tầm hơn 7 tiếng, có thể là đến 8 tiếng luôn nếu như mấy ông ít chơi game hay là các tác vụ khác. Ok, xem xong video này rồi thì hy vọng là mấy ông sẽ tìm ra mình được cái lý do để mà tạo em iPhone 15 Plus này về ha. Và em nó cũng đang có mức giá khá là ưu đãi ở Minh Tuấn Mobile cho nên là nhớ nhanh tay lên. Và bên cạnh đó nhớ like, share và subscribe YouTube của Minh Tuấn Mobile. Mình là Yud. Bye bye.